lâu ngày không được quê hương, nhưng Nam Định luôn trong tôi với hình ảnh thân thương. Nếu Hà Nội chưa có 36 phố phường thì Nam Định quê tôi cũng có 40 phố cổ chứ không phải tầm thường. Hàng vàng bằng nâu, những mặt hàng truyền thống tuy không giữ được lâu thì nét của Nam Định trong tôi vẫn đi sâu. Mặc dù nhiều lúc tôi cũng chả hiểu vì đâu vẻ đẹp của những con phố nhỏ vào mùa hoa gạo thì sẽ không bao giờ phai màu. Còn Ý Yên là nơi tôi bắt đầu sinh ra, chưa một lúc nào tôi quên đi mảnh đất của ông cha. Tuy là nó không tấp nập như chốn phồn hoa, nhưng nó lại mang đến cho tôi những vẻ đẹp hài hòa. Nhớ những thời thơ ấu thả diều bắn bi cùng bọn bạn nô đùa, nhớ những lúc hội làng mọi người kéo nhau đi lễ chùa. Nụ cười hiền ra trẻ nhỏ khác sâu trong tim tôi qua bốn mùa. Dù sau này tôi không còn ở lại quê hương thì dòng máu thành Nam vẫn chảy trong tôi với sức mạnh kiên cường. Để nói về quê tôi chắc cần cả một khoảng thời gian lâu. Nam Định trong tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Nhìn trên cao những đàn cò đang sải cánh, kia bầu trời trong xanh mặt nước con đò lặng trôi, cùng ánh nắng chiếu rọi từng nơi tôi đến. Đường về bước chân sao đây mệt nhoài, trong trái tim mỗi người một làng quê bóng dáng người mẹ đang chờ. Từng người bạn chung chén nếp trà hạt huyết tâm sự với gốc đa, mảnh đất của ông cha, mảnh đất của quê hương, nơi chứa đựng dòng máu lịch sử kiên cường cùng bề dày văn hóa và truyền thống hiếu học của cả nước. Tiếp bước cha ông luôn là người đi trước, truyền thống của quê hương thành Nam kiên cường, vì tương lai ngày mai ta xây dựng, giữ mái cho quê hương được thanh bình. Cùng các kiến trúc công trình để trần để tháp chùa keo hành thiện là nghề chạm khắc đúc đồng chính là Ý Yên. Nếu thích tìm hiểu thì có thể nghe ông bà kể chuyện chùa Phổ Minh, chùa Võ Cung cùng nhà máy dệt và hội phủ dày, chính là di tích lịch sử luôn mang đậm dấu ấn văn hóa của nơi đây. Đến với Nam Định bạn thích ăn sáng thì có phở bò, thích nghỉ mát thì có Thịnh Long, bờ biển tuyệt đẹp cùng với sóng nhạc cát mịn nước trong chưa hè nắng nóng, chìm ngắm một bức tranh tuyệt đẹp của thời gian in bóng trên dòng nước. Là một người con Nam Định tôi luôn phấn đấu đi lên từng bước. Đường về bước chân sao đây mệt nhoài, trong trái tim mỗi người một làng quê bóng dáng người mẹ đang chờ. Từng ngày bước chân tôi vẫn miệt mài đi tìm sự đôi mắt.